Hello mọi người, hôm nay mình dẫn các bạn ra xem có một nguồn nước nó chảy ra xuyên suốt đó mọi người. Đây là ngoài ruộng đó mọi người. Đây là nó chảy ra dưới cái mương đó, mương ta móc đó mọi người. Còn cái đây là mía nhà. Đây đây. Nó chảy ra từ khe đá nha mọi người. Chảy ra từ khe đá nha. Đây, để cho mình thôi. Đây. Nó chảy ra từ khe đá nha. Nước khá là trong luôn á mọi người. Khá là trong luôn á. Trước này lúc mình còn nhỏ là mình đi Trân Châu mình cũng hay uống nha. Nước khá là sạch luôn á. Nó chảy ra từ không biết có phải là nước ngầm chảy lên không biết nữa. Từ nó chảy đây là xuyên suốt luôn. Nước khá là sạch luôn mọi người. Hồi lúc mình còn nhỏ là mình cũng từng uống rồi mà giờ mình không uống nữa. Nó chảy xuyên suốt luôn, 24/24 luôn. Đây, trong nó chảy ra từ mấy khe đá. Đây, chảy ra xuống cái mên. Mương tam mốc nè. Còn đây là hết rồi. Còn gì nữa. Còn dưới đây là ruộng nha. Lúa nha. Bằng lúa này chín rồi, bắt đầu gạt rồi. Cái ta gạt trên kia là ta gạt rồi. Còn lúa của mình là chưa gạt nha mọi người. Mình ta gạt cái tới chắc ngày mai là ta gạt. Dạ đang chờ. Máy thì đang gạt đám ngoài kia. Tình cờ thấy mình cho mọi người coi cái đây. Nước trong lắm mọi người. Mỗi lần mà đi làm quên em nước thể uống được luôn. Nước trong lắm mọi người. Nó chảy ra xuyên suốt. Ở trên đây là trên cao nha mọi người, xuống dưới là nó hơi dốc một xíu. Đó. Đây là mương ta móc á. Nước khá là trong luôn. Đây là chào cả nhà nha. Clip của mình tới đây là hết nha. Chào mọi người.